Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của tuần này, chúng ta tiếp tục với hai nội dung đó là chạy ngắn và đội hình đội ngũ. Về chạy ngắn, chúng ta sẽ tìm hiểu về luật điền kinh của phần chạy cự ly ngắn. Đội hình đội ngũ, chúng ta sẽ ôn lại tất cả các nội dung đã học để cho các em kiểm tra. Chúng ta đến với phần đầu tiên là chạy ngắn. Luật điền kinh phần chạy cự ly ngắn. Quy định về đường chạy. Mỗi vận động viên sẽ phải chạy theo ô quy định. Chiều rộng của mỗi ô là từ 122 đến 125 cm. Các ô cách nhau bằng những vạch trắng. Tất cả các ô chạy phải có độ rộng bằng nhau. Số vận động viên mỗi đợt tùy theo số ô có trên sân thi đấu. Khi có nhiều vận động viên thì phải tiến hành đấu loại, vòng bán kết, vòng chung kết và chọn vận động viên vào vòng trong dựa vào thành tích cao nhất và cách chọn phải thông báo cho vận động viên. Việc xếp đợt và ô chạy cho vận động viên là do ban tổ chức sắp xếp. Các vận động viên không được tự ý đổi ô chạy của mình. Về phần gọi tên và xuất phát, sau khi có lệnh vào chỗ xuất phát, nếu vận động viên không vào sẽ bị cảnh cáo. Nếu sau lần gọi thứ hai vẫn không có mặt thì sẽ bị xóa khỏi cuộc thi. Xuất phát ở chạy cự ly ngắn có 3 lệnh, đó là vào chỗ, sẵn sàng và chạy. Hoặc cũng có thể thay hiệu lệnh chạy bằng tiếng súng lệnh. Sau lệnh sẵn sàng, hai mũi bàn chân và hai tay phải chạm mặt đường. Nếu cố tình kéo dài, trì hoãn thì sẽ bị cảnh cáo, tức sẽ tính một lần phạm quy. Trước khi có lệnh chạy, nếu tay rời khỏi mặt đường chạy hoặc chân rời khỏi bàn đạp cũng là tính phạm quy. Trong khi thi đấu, vận động viên phải chạy đúng ô chạy của mình từ lúc xuất phát cho đến khi về đích. Nếu vận động viên lấn sang làn của vận động viên khác thì vận động viên đó sẽ bị loại. Khi chạy, vận động viên được coi là hoàn thành cự ly khi có một bộ phận của thân trên trừ đầu và tay chạm đích. Nếu vận động viên ngã trước đích nhưng nhờ quán tính vẫn lăn qua đường vạch đích thì vẫn được công nhận đã là chạy hết cự ly. Về đích, vận động viên công nhận là về đích khi có một bộ phận của thân trên trừ đầu và tay chạm đích. Xác định thời gian chạy. Có hai cách xác định thời gian chạy: dùng đồng hồ bấm bằng tay hoặc là dùng thiết bị tự động để xác định thời gian chạy. Thành tích chạy là thời gian được tính sau hiệu lệnh chạy cho tới khi một bộ phận của thân trên chạm vào vạch đích. Và vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong phần luật điền kinh của phần chạy cự ly ngắn. Sau đây chúng ta tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai là phần đội hình đội ngũ, thì chúng ta sẽ ôn tập lại tất cả những nội dung đã học ở tuần 8, tuần 9 và tuần 10 để cho các em kiểm tra. Chúng ta đến với tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa. Về tư thế đứng nghiêm thì khẩu lệnh đó là nghiêm. Động tác: đứng thẳng hai chân tạo hình chữ V, mắt nhìn thẳng, hai tay khép sát vào thân. Về đứng nghỉ, khẩu lệnh nghỉ. Về động tác: chùm gối một chân, hai tay buông tự nhiên. Về tập hợp hàng dọc, các em sẽ xem hình ảnh minh họa. Về khẩu lệnh, thành 1, 2, 3, 4, hàng dọc, tập hợp. Về động tác, người chỉ huy đưa tay phải ra trước. Tổ trưởng tổ 1 đứng đối diện chỉ huy và cách chỉ huy một cánh tay. Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt đứng bên trái,
và cách tổ trưởng tổ một một khuỷu tay. Các thành viên còn lại tập hợp theo thứ tự từ thấp đến cao theo tổ trưởng tổ mình. Về giống hàng dọc, các em xem hình ảnh minh họa. Về khẩu lệnh, nhìn trước, thắng. Về động tác, tổ trưởng tổ 1 giơ tay phải lên cao, các bạn phía sau đưa tay trái chạm vào vai bạn đứng trước, đồng thời chỉnh hàng cho ngay thẳng. Các tổ trưởng 2, 3, 4 đưa tay phải lên chống hông và dịch chuyển sao cho khuỷu tay chạm vào bạn bên phải và chỉnh hàng cho ngay thẳng. Các tổ viên tổ 2, 3, 4 nhìn tổ viên tổ 1 để giống hàng ngang và nhìn trước để giống hàng dọc. Về kết thúc giống hàng dọc, khẩu lệnh, thôi. Động tác tất cả trở về tư thế nghiêm. Điểm số hàng dọc, các em quan sát hình ảnh minh họa. Về khẩu lệnh, từ 1 đến hết, điểm số. Về động tác, các em lần lượt quay mặt sang trái và ra sau, hô to số của mình, sau đó quay mặt về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối cùng không quay mặt, mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai là phần đội hình đội ngũ, thì chúng ta sẽ ôn tập lại tất cả những nội dung đã học ở tuần 8, tuần 9 và tuần 10 để cho các em kiểm tra. Về tập hợp hàng ngang, các em quan sát hình ảnh minh họa. Khẩu lệnh thành 1, 2, 3, 4, hàng ngang, tập hợp. Về động tác, người chỉ huy đưa tay trái sang ngang, tổ trưởng tổ 1 đứng bên trái cùng hướng cách chỉ huy một cánh tay. Tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt tập hợp sau tổ trưởng tổ 1 và các tổ viên tập hợp bên trái tổ trưởng đứng từ thấp đến cao, so hàng ngay ngắn. Giống hàng ngang, các em quan sát hình ảnh. Khẩu lệnh, nhìn phải, thẳng. Về động tác, tổ trưởng tổ 1 đứng yên, các bạn trong tổ đánh mặt sang phải giống hàng sao cho thẳng. Tay phải chống hông sao cho khuỷu tay chạm bạn bên cạnh. Các tổ trưởng 2, 3, 4 đưa tay trái chạm vai bạn đứng trước, đồng thời chỉnh hàng dọc cho thẳng. Kết thúc giống hàng ngang, khẩu lệnh, thôi. Về động tác, tất cả trở về tư thế nghiêm. Điểm số hàng ngang, các em quan sát hình ảnh. Khẩu lệnh, từ 1 đến hết, điểm số. Động tác, các bạn lần lượt quay mặt sang trái và hô to số của mình, sau đó trở về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt, mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Điểm số hàng ngang theo 1-2, 1-2 đến hết, các em quan sát hình ảnh. Khẩu lệnh theo 1-2, 1-2, điểm số.
về động tác. Các em lần lượt quay mặt sang trái và hô to số của mình, sau đó quay mặt về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Khi chạy, vận động viên được coi là hoàn thành cự ly khi có một bộ phận của thân trên, trừ đầu và tay, chạm đích. Nếu vận động viên ngã trước đích nhưng nhờ quán tính vẫn lăn qua được vạch đích thì vẫn được công nhận đã là chạy hết cự ly. Về đích, vận động viên công nhận là về đích khi có một bộ phận của thân trên, trừ đầu và tay, chạm đích. Xác định thời gian chạy. Có hai cách xác định thời gian chạy: dùng đồng hồ bấm bằng tay hoặc là dùng thiết bị tự động để động tác quay phải, các em quan sát hình ảnh. Động tác quay phải về khẩu lệnh: bên phải quay. Về động tác, từ tư thế đứng nghiêm, học sinh lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tì. Quay người sang phải một góc 90 độ, chân trái kiện gót. Sau đó, thu bàn chân trái về tư thế đứng nghiêm. Động tác quay đằng sau, các em quan sát hình ảnh. Động tác quay đằng sau về khẩu lệnh: đằng sau quay. Về động tác, từ tư thế đứng nghiêm, học sinh lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tì. Quay người sang phải một góc 180 độ ra sau, chân trái kiện gót, sau đó thu bàn chân trái về tư thế đứng nghiêm. Chúng ta chuyển sang biến đổi đội hình. Thì biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai và ba hàng dọc. Đầu tiên sẽ là thành hai hàng dọc trước. Trước tiên, tổ trưởng sẽ điểm số. Về khẩu lệnh, theo 1-2, 1-2, điểm số. Sau đó, các tổ viên sẽ điểm số theo 1-2, 1-2 đến hết. Về thực hiện biến đổi, khẩu lệnh thành hai hàng dọc, bước. Động tác, lúc này những bạn nào điểm số là số 1 thì đứng yên, còn những bạn số 2 thì sẽ bước chân trái lên một bước và phía bên tay trái của bạn số 1. Kết thúc biến đổi, về khẩu lệnh, về vị trí cũ, bước. Về động tác, các bạn số 2 sẽ bước lùi về vị trí ban đầu. Thành 3 hàng dọc. Thì trước tiên, tổ trưởng sẽ điểm số. Khẩu lệnh theo 1-2-3, 1-2-3, điểm số. Sau đó, các tổ viên sẽ điểm số theo 1-2-3, 1-2-3 đến hết. Thực hiện biến đổi, về khẩu lệnh thành 3 hàng dọc, bước. Về động tác, lúc này những bạn nào điểm số là số 2 thì đứng yên, còn những bạn số 1 sẽ bước chân phải lùi về một bước phía bên tay phải của bạn số 2. Còn những bạn số 3 sẽ bước chân trái lên một bước phía bên tay trái của bạn số 2. Kết thúc biến đổi, khẩu lệnh về vị trí cũ, bước. Động tác, các bạn số 1 và 3 sẽ bước về vị trí ban đầu. Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành 2 và 3 hàng ngang.
thì thành hai hàng ngang. Đầu tiên tổ trưởng sẽ điểm số. Khẩu lệnh: theo 1-2, 1-2 điểm số. Sau đó các tổ viên sẽ điểm số theo 1-2, 1-2 đến hết. Thực hiện biến đổi. Khẩu lệnh: thành hai hàng ngang, bước. Động tác: lúc này những bạn nào điểm số là số 1 thì đứng yên, còn những bạn số 2 sẽ bước lùi chân phải về phía sau bạn số 1. Kết thúc biến đổi. Khẩu lệnh: về vị trí cũ, bước. Động tác: các bạn số 2 sẽ bước về vị trí ban đầu. Thành 3 hàng ngang thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ điểm số. Khẩu lệnh: theo 1-2-3, 1-2-3 điểm số. Sau đó các tổ viên sẽ điểm số theo 1-2-3, 1-2-3 đến hết. Thực hiện biến đổi. Khẩu lệnh: thành 3 hàng ngang, bước. Về động tác, lúc này những bạn nào điểm số là số 2 thì đứng yên, còn những bạn số 1 sẽ bước tiến chân trái về phía trước bạn số 2. Bạn số 3 sẽ bước lùi chân phải về phía sau của bạn số 2. Kết thúc biến đổi. Khẩu lệnh: về vị trí cũ, bước. Động tác: các bạn số 1 và 3 sẽ bước về vị trí ban đầu. Chúng ta đến với nội dung dậm chân tại chỗ. Các em quan sát hình ảnh minh họa. Dậm chân tại chỗ. Về khẩu lệnh: dậm chân, dậm. Chỉ huy lúc này sẽ hô theo chu kỳ 1, 2, 1, 2, 1, 2 và lặp lại. Về động tác: nhịp 1, nâng đùi trái lên cao, bàn chân cách mặt đất 10 đến 15 cm, đồng thời đánh tay trái thẳng ra sau, tay phải gặp trước ngực, bàn tay nắm hờ. Tiếp theo cùng một lúc dậm chân trái xuống đất vào nhịp 1, nâng đùi phải lên cao, tay phải đánh thẳng ra sau, tay trái gặp trước ngực. Nhịp 2, tiếp theo nhịp 1, chân phải dậm xuống đất vào nhịp 2, nâng đùi trái lên cao, tay trái đánh thẳng ra sau, tay phải gặp trước ngực. Kết thúc dậm chân, các em sẽ quan sát hình ảnh. Về khẩu lệnh: đứng lại, đứng. Về động tác: động lệnh đứng rơi vào chân phải, nhịp 2. Sau động lệnh đứng, chúng ta tiếp tục thực hiện tiếp nhịp 1, rồi hạ chân phải về tư thế đứng nghiêm, nhịp 2. Chúng ta chuyển sang nội dung đi đều, các em quan sát hình ảnh. Về khẩu lệnh: đi đều, bước. Chỉ huy lúc này sẽ hô theo chu kỳ 1, 2, 1, 2, 1, 2 và lặp lại. Về động tác: sau động lệnh bước, học sinh đồng loạt bước chân trái ra trước với độ dài khoảng 20 đến 30 cm. Sau đó đặt bàn chân trái chạm đất đúng vào nhịp 1, đồng thời phối hợp đánh tay như khi dậm chân tại chỗ. Tiếp theo, dồn trọng tâm vào chân trái, co gối bước chân phải ra trước và chạm đất vào nhịp 2, đồng thời đổi chiều đánh tay và thực hiện như vậy lặp lại nhịp nhàng đồng đều. Kết thúc đi đều. Khẩu lệnh: đứng lại, đứng.
về động tác động lệnh đứng rơi vào chân phải. Sau động lệnh, các em tiếp tục bước chân trái về trước một bước, nhịp 1, rồi thu bàn chân phải về với chân trái, nhịp 2, thành tư thế đứng nghiêm. Về đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều sai nhịp, tức là chân phải rơi vào nhịp 1, chân trái rơi vào nhịp 2. Cách đổi chân như sau. Chúng ta sẽ sử dụng thêm một bước đệm, hay còn gọi là bước lướt, để thay đổi nhịp của chân. Lúc này, yêu cầu các em phải tập trung, nghe tiếng hô của chỉ huy, để chúng ta bước lên đổi chân trái thành nhịp 1 và chân phải thành nhịp 2. Chúng ta đến với nội dung đi đều vòng bên phải. Khi đang thực hiện đi đều, khẩu lệnh vòng bên phải, bước. Về động tác, khi nghe động lệnh bước, thì những em ở đầu hàng sẽ bước chân phải lên một bước nữa, dùng mũi bàn chân vừa bước lên làm động tác đẩy xoay người về phía phải, rồi tiếp tục đi. Các em còn lại đi phía sau, khi đến chỗ vòng cũng thực hiện động tác tương tự như những em đầu hàng. Kết thúc đi đều vòng bên phải, khẩu lệnh đứng lại, đứng. Động tác động lệnh đứng rơi vào chân phải. Sau động lệnh, các em tiếp tục bước chân trái về phía trước một bước, nhịp 1, rồi thu bàn chân phải về với bàn chân trái, nhịp 2, thành tư thế đứng nghiêm. Nội dung đi đều vòng bên trái. Khi đang thực hiện đi đều, khẩu lệnh vòng bên trái, bước. Động tác, khi nghe động lệnh bước, thì những em ở đầu hàng sẽ bước chân trái lên một bước nữa, dùng mũi bàn chân vừa bước lên làm động tác đẩy xoay người về phía trái, rồi tiếp tục đi. Các em còn lại đi phía sau, khi đến chỗ vòng cũng thực hiện động tác tương tự như những em đầu hàng. Kết thúc đi đều vòng bên trái, khẩu lệnh đứng lại, đứng. Động tác động lệnh đứng rơi vào chân phải. Sau động lệnh, các em tiếp tục bước chân trái về phía trước một bước, nhịp 1, rồi thu bàn chân phải về với bàn chân trái, nhịp 2, thành tư thế đứng nghiêm. Và vừa rồi, thầy đã ôn lại cho các em tất cả các nội dung của phần đoàn đội ngũ mà ở các tuần trước chúng ta đã học. Sau đây, thầy có điều muốn dặn dò các em. Thì các em sẽ xem lại và nhớ cái nội dung này để chúng ta làm bài kiểm tra. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.